Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai đã đưa vào sử dụng hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm bằng khí nén. Hệ thống này được triển khai tại khu điều trị nội trú 10 tầng và một số khoa như cấp cứu, khu khám ngoại trú. Theo đó, tại các khoa đều được lắp đặt một trạm nhận và chuyển mẫu. Khi có mẫu cần xét nghiệm, nhân viên y tế chỉ việc bỏ mẫu xét nghiệm và giấy tờ liên quan vào hộp, sau đó để vào hệ thống và bấm mã số của các khoa xét nghiệm đã được cài đặt sẵn. Chỉ mất vài giây, mẫu sẽ được chuyển đến các khoa cần gửi như khoa vi sinh, hóa sinh hay khoa huyết học. Tương tự tại các khoa xét nghiệm, khi trả kết quả cho các khoa lâm sàng, nhân viên y tế cũng chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản như trên. Nhờ đó đã làm giảm áp lực công việc cho nhân viên y tế rất nhiều, thay vì phải trực tiếp mang mẫu hoặc kết quả xét nghiệm đến từng khoa. Với hệ thống chuyển mẫu khí nén này, quy trình thực hiện xét nghiệm cũng được rút ngắn, bệnh nhân đỡ chờ đợi và rất có lợi cho bệnh nhân cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là bệnh viện đầu tiên tại Đồng Nai triển khai hệ thống này.